con cái nè. Nhưng mà yêu thương rồi. Anh đi ấy lại coi. Cái gì? Anh đi bấm lại coi. Nay anh đi chợ trời. Chợ trời lạ. Chưa đi chợ trời lần này. Ở đây lần nào luôn. Để coi nó có khác lần kia. Chắc nó bán nó bán rau không anh ơi. Nó không có bán gì khác. Chợ trời kia thì nó có bán đồ tầm lưng. Mình qua đường đi anh ơi. Đi đường để gần tới đó hay quá. Qua anh kia cho mát. Ôi trời. Cái xe nó hắn nè. Nắng quá. Nay mát hơn nè. Nắng không cơ? Trời trời, thứ tư, thứ bảy. Rau cải. Trên này có bút. Có đậu bún rồi anh ơi. Anh ăn đậu bún không? Ồ, người ta mua quá trời luôn. Thơm mùi dâu quá. Thơm mùi dâu tây. Rau mà người ta mua thấy sợ không? 2 đồng một bó. Cà chua. Ở đây giống như là cái công viên á. Cái công viên, cái xong cái cuối tuần người ta cho họp chợ để bán. Giống như ở Việt Nam mà chợ Chầm Hổm á, bán vài tiếng là nghỉ. Nè người ta bán từ 9 giờ đến 1 giờ là người ta xe dẹp. Ở đây, rau cải đây mình thấy rất là tươi, trái cây cũng tươi đó. Ở đây cuối tuần ra đây vui chơi xong rồi mua rau cải trái cây. Ở đây rất là nhiều con nít luôn. Rau mà đông nha. Người ta mua quá trời. Na đang đợi mua rau. Ba cái 12 đồng. Cherry 5 đồng phao. Phao không vậy? Năm
rau thôi, rau củ thôi chứ cây không có. Lấy 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 nặng quá, nặng quá. Chỉ có rau thôi chứ cây không có. Như vậy á. Organic kìa. Rau củ organic. Oh cherry. 5 phao 10 đồng. Cherry chắc không có bự bằng à. Này ăn nào. Nhà đâu có đâu. Ring, ring, over ring. Chợ bán ít ít nhưng mà vui ghê ha. Đông người mua giảm hàng luôn. Trái cây blueberry, blackberry. Ba bách. Một cái 5 đồng. Nè có vui không? Nè ăn bánh đi, con bánh đi. Nè. Ăn bánh đi. Nè ăn chip đi. Ơ no no no, cái này rách của mẹ. Con ăn chip đi, chip nè. Lúc nó chơi. Này như là có từ thứ bữa thứ tư với bữa chủ nhật từ 9 giờ đến 1 giờ là nó nghỉ. Ở đây đếm chắc cỡ 40 gian hàng. Rau cải trái cây là nhiều. Yeah. Bye bye. Dầu quá trái nhỏ nhỏ mà sao mắc quá nè. Ủa 10 đồng của mình đâu rồi. Đây. Vậy là mất cái bút lịch rồi. Thì lại đó là cái khác. Anh không biết chứ mà. Sao? Cho nó lại gì anh ơi. Rồi xong một vòng trời trời. Bây giờ đi về. Này ở đây trái cây đây tươi lắm luôn anh ơi. Ha. Sao không ngừng cho mình vậy? Xe quá trời đông. Ôi ai làm ngớt chứ gì hấu kìa. Đi lụm đi anh đi. Lụm đi. Đúng rồi, đi. Người ta ngớt đó. Cái sao vậy? Âm mỹ không phải gì nghe nè. Tại sao mình có ổn quá vậy? Ủa, người ta đẩy trên xe nó rớt xuống đó. Dạ muốn đi chỗ khác anh này. Còn chỗ khác nữa không? Hay sao? Trong một sách không? Mày muốn nó cho mình cái thẻ không?